Trước tiên là mình xin chào các bạn ở trên Facebook. Hiện tại thì bây giờ của mình là có tới 5.000 người bạn. Thì phải nói là một cái số lượng bạn bè của mình là rất lớn ở trên Facebook. Và các bạn nhiều lúc là chúng ta là chưa có dịp để nói chuyện hết với nhau. Bởi vì cái số lượng bạn bè của mình nhiều lúc là mình cũng không thể trả lời được hết tất cả các tin nhắn của các bạn. Cho nên qua đây là mình cũng xin các bạn là thông cảm cho mình, bởi vì công việc của mình cũng bán hàng, thì mình vừa là thợ sửa đồng hồ nhưng mà mình cũng vừa bán hàng đồng hồ, cho nên công việc của mình là rất bận rộn. Ngoài ra mình còn cũng hoạt động mạnh trên cái lĩnh vực bán hàng online, thì cho nên cái thời gian mà để mà trả lời từng tin nhắn cho từng bạn bè là nhiều lúc là nhiều bạn là cũng phải hết sức thông cảm cho mình. Mình sẽ trả lời từ từ vì không thể một lúc nào mà mình trả lời tới hàng trăm tin nhắn của các bạn gửi về hỏi mình về đồng hồ thông minh, cũng như hỏi mình về tình, về bạn bè, các thông sức khỏe ấy, thì thực sự mình rất cảm ơn. Nhưng mà do công việc khá bận rộn cho nên mình không thể lúc nào cũng trả lời hết được, thì mong các bạn thông cảm cho mình. Thì mà mình thì các bạn cũng biết tên rồi, tên mình là Nguyễn Quốc Dũng, hiệu đồng hồ Thanh Hùng, 277 Lê Hoàn. Thì nhà mình bán rất nhiều các loại đồng hồ đeo tay danh tiếng của Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi hàng Việt Nam, và thậm chí những hàng rất bình dân của Trung Quốc thì nhà mình đều có hết. Thì nhà mình bán đồng hồ thì rất chi là có uy tín chất lượng, bởi vì nhà mình năm nay là tới 30 năm bán hàng. Thì bạn đến thành phố Thanh Hóa mà hỏi hiệu đồng hồ Thanh Hùng thì chắc chắn rằng ai cũng biết hiệu đồng hồ của nhà mình, bởi vì cái thương hiệu của nhà mình thì rất nổi tiếng, và nó đi không chỉ nổi tiếng mà nó còn đi kèm với uy tín, chất lượng và trách nhiệm với khách hàng. Cho nên thực sự trên cái địa bàn Thanh Hóa này mà nói về đồng hồ Thanh Hùng thì thực sự ai cũng biết cả, bởi vì khách hàng đến nhà mình thì rất chi là vui vẻ và rất chi là hài lòng về cái sản phẩm về đồng hồ của nhà mình. Thứ nhất là về giá rẻ, thứ hai về chế độ bảo hành đấy, thì khách hàng rất chi là ưng ý. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm, đó là cái đồng hồ thông minh. Đây là đồng hồ thông minh, các bạn nhìn đồng hồ thông minh này này, nó rất chi là hay. Khi mà đây nó có một cái khe, thì dưới cái khe này có một cái rãnh, thì bạn mở nó ra thì đằng trong đây nó sẽ có một cái viên pin đây, nó có một cái viên pin và nó có một cái khe thẻ nhớ và thẻ sim. Thì các bạn lắp thẻ điện thoại vào đây và thẻ sim nhớ vào đây cho thêm dữ liệu, thì nó sẽ có chức năng như một chiếc điện thoại, và các bạn có thể gọi điện thoại xem giờ như một cái đồng hồ. Thì đây quả thực sự là một cái sự tiến bộ vượt bậc của thế giới con người về cái thế giới công nghệ. Chỉ với giá là 400.000 đồng thì các bạn sở hữu ngay một chiếc đồng hồ thông minh. Khi các bạn đi xe máy này, các bạn đi ô tô, khi các bạn bận công việc, các bạn không phải lúc nào cũng rút cái điện thoại ra để mà nghe được. Các bạn chỉ cần giơ cái tay của các bạn lên thôi, các bạn nói alo đấy, alo là các bạn có thể nói chuyện được rồi. Đó là một cái sự rất tiện nghi cho các bạn thay cho cái điện thoại, mà giá thành của nó thì chỉ có 400. Thực sự thì trên thị trường bây giờ có rất nhiều hàng mà kém chất lượng, còn như hàng nhà mình là bán hàng đúng giá và bán hàng đúng chất lượng đấy, cho nên các bạn cứ yên tâm tuyệt đối với chiếc đồng hồ thông minh này. Chiếc đồng hồ thông minh này thì nó có thể như một chiếc điện thoại này, nó nghe ca nhạc này, xem phim này, Facebook, Zalo này, vào mạng này. Vậy các bạn theo mình, các bạn nên sở hữu một cái đồng hồ nó đầy trí tuệ, đầy thông minh và đầy chất xám như chiếc đồng hồ thông minh này đấy. Thì đồng hồ thông minh nhà mình có rất nhiều mẫu, có cả mẫu nam, mẫu nữ, và có đủ các màu sắc cho các bạn, từ màu đen, màu xanh đấy, đủ các màu nam nữ là phù hợp. Cho nên các bạn cứ đến hiệu đồng hồ Thanh Hùng
277 Lê Hoàn, Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, là các bạn sẽ được thăm và cũng sẽ xem được rất nhiều mẫu mã hàng đồng hồ khác, đồng hồ thông minh. Đấy. Rồi đây là màu xanh. Đấy, rất nhiều mặt hàng. Đây là cái mẫu mới này, mẫu mới ra, mẫu này thì 500, đắt hơn 100. Đây, mẫu này 500. Đấy. Đồng hồ thông minh. Ngoài ra còn có đồng hồ treo tường này, đồng hồ tranh lịch vạn niên này, tranh điện đấy, rồi đồng hồ đeo tay này, đeo tay này, đủ các loại rất chi là đẹp mà giá thành thì rất chi là rẻ. Thì nếu các bạn không đến mua cũng không sao, các bạn có thể đến thăm, đến chơi cửa hàng nhà mình, mình rất chi là chào đón các bạn và chào đón tất cả các bạn bè trên Facebook. Bởi vì trên Facebook thì số lượng bạn bè của mình rất nhiều và có rất nhiều bạn mình cũng chưa có cơ hội tiếp xúc và nói chuyện để hiểu nhau hơn, thì mình cũng phát cái video này để chào đón các bạn và chúc tất cả các bạn bè Facebook này cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Đấy, thì hy vọng là có cơ hội để chúng ta thân mật hơn, gần gũi nhau hơn, trở thành những người bạn kết nghĩa với nhau hơn, không chỉ trên mạng, trên Facebook mà trong thực tế, đúng không? Chúng ta có thể gặp nhau, mời nhau một ly cà phê, thể hiện tình bạn. Thì mình chào đón tất cả các bạn.